Tối ngày 22 tháng 6, fan K-pop tập trung vào học online lớp một thầy giáo nổi tiếng tên Dung. Chưa biết nội dung bài học thế nào mà vẻ điển trai của thầy giáo đã đủ khiến dân tình dậy sống. Thầy giáo tên Dung dạy toán nổi tiếng mạng xã hội tối ngày 22 tháng 6. Thầy đeo kính với mái tóc ngố tàu, nhưng vẫn không thể dìm nổi virus ấn tượng của mình. Thầy Dung vốn không còn xa là gì đối với người hâm mộ nhóm nhạc đông dân NCT nữa. Anh chàng chính là ta rồng với hình ảnh đời thường vô cùng đáng yêu và gần gũi như thế đấy. Trong buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ ngày 22 tháng 6, ta rồng đã nghịch tóc của mình, tạo ra kiểu tóc mái ngố hài hước được netizen chú ý vì quá đáng yêu. Thầy dung lộ biên hình ta rồng, center nhóm 23 thành viên NCT đây. Anh chàng đã có phút nghịch mái tóc của mình đầy hài hước. Hình ảnh đời thường gần gũi và đáng yêu như thế, nhưng một khi lên sân khấu ta lại biến thành một con người hoàn toàn khác mà chắc chắn là bạn phải bất ngờ đấy. Ta Trong được xem là một trong những center tài năng nhất của k pop thế hệ 3. Anh chàng ngoài là rapper còn là đang sơ xịn sò với kỹ năng biểu diễn và sáng tác ấn tượng. Đây là ta rong của ngoài đời. Còn đây là ta rong trên sân khấu. Người hâm mộ k pop Việt dạo gần đây không khỏi phát sốt trước những diện mạo hết sức chân thực và gần gũi của loạt idol nhà SM. Trước đó, một thành viên khác của NCT là Jemin cũng từng gây bão mạng xã hội với biệt danh Minh Con Tung. Phan còn đặc biệt kép anh chàng trong bối cảnh chương trình đường lên đỉnh Olympia, thế là ai cũng tin trăm chấp mà đi tìm info chàng học bá điển trai này. Jimin từng bị nhầm là một thí sinh thi đường lên đỉnh Olympia qua sự photoshop của Phan. Thực chất anh chàng là idol nhà nhóm Úc NCT Dream nhé. Nguồn ảnh Internet